Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Qua chuỗi ngày mưa, miền Bắc chuyển sang nắng nóng như giang. Qua chuỗi ngày mưa dồn mạnh ở miền Bắc từ ngày 25 tháng 4, bắt đầu bước vào chuỗi ngày nắng nóng oi nồng như giang khi cơ địa chưa kịp thích nghi. Theo các chuyên gia khí tượng, khối không khí mát gây mưa ở miền Bắc đã dịch chuyển hẳn về phía đông, nhường lại không gian cho áp thấp nóng phía Tây hoạt động. Vì vậy, từ ngày 25 tháng 4, Hà Nội và miền Bắc đã bắt đầu chuỗi ngày nắng nhưng chưa gắt. Từ ngày 26 tháng 4, nhiệt độ Hà Nội và miền Bắc sẽ nhích lên nhanh, kéo dài đến hết ngày 30 tháng 4, cao nhất khoảng 37 độ C. Trong các đô thị có thể đạt 38 độ C do ít cây xanh và hiệu ứng bê tông. Những ngày sắp tới, không những nắng nóng mà còn khô như giang, gây cảm giác mệt mỏi do hiệu ứng nắng đầu mùa, từ mát sang nóng, cơ địa chưa thích nghi quen. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, 1 tháng 5, miền Bắc trời chuyển mát, sau đó sẽ có 1 đến 2 ngày mưa to. Ở miền Trung, từ nay kéo dài đến hết kỳ nghỉ lễ, nắng nóng gia tăng cường độ và gay gắt hơn những ngày qua. Dự báo nhiệt độ có thể vượt 40 độ C. Ở nhiều khu vực, nhất là tại Bắc Trung Bộ, nắng nóng sẽ xuất hiện từ sáng sớm, kéo dài đến tận 17-18 giờ tối. Không khí oi nồng vẫn còn duy trì đến tận 20-21 giờ đêm, dù không còn ánh nắng do nền nhiệt vẫn ở mức tới 30-31 độ C. Còn Nam Bộ và Tây Nguyên không nắng nóng khốc liệt như Trung Bộ, nhưng từ 25 tháng 4 đến cuối tuần và trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5, nhiệt độ vẫn đạt 35 đến 37 độ C. Miền Đông Nam Bộ có nơi trên 37 độ C. Dấu hiệu mưa ở miền Nam có rất ít và dấu hiệu nắng nóng kéo dài là rất nhiều. Mặc dù ở miền Bắc đã giảm mưa để chuyển sang nắng nóng, nhưng các chuyên gia khí tượng lưu ý tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, chiều tối vẫn có thể tái diễn những cơn mưa dông cục bộ, đề phòng sấm sét, gió lốc và mưa đá. Nhiều người dân đổ bệnh vì nắng nóng. Từ những ngày đầu tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ đã bước vào những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều người nhập viện vì các bệnh tiêu hóa, viêm hô hấp trên, say nắng, say nóng. Đặc biệt, đối tượng nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có nhiều bệnh nền nếu không có biện pháp phòng tránh phù hợp, có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 7 giờ sáng ngày 1 tháng 3 tại khoa khám bệnh Bệnh viện Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, rất đông người bệnh xếp hàng chờ đến lượt khám. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, 62 tuổi, ngụ quận Tân Bình cho biết, thời tiết nắng nóng những ngày qua đã khiến cơ thể bà suy nhược, mệt mỏi và mắc bệnh hô hấp. Nhiều ngày liền tôi cảm giác uể oải, mệt mỏi và ho liên tục nên đã đến phòng khám gần nhà để khám. Tuy nhiên hơn 4 ngày uống thuốc, bệnh tình không thuyên giảm nên phải đến bệnh viện kiểm tra, bà Ngọc Anh nói. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Quang Anh Vũ, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Thống Nhất, những ngày gần đây bệnh viện tiếp nhận nhiều người bệnh có bệnh lý nền, hen, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim nhập viện. Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng, nhiều người lớn tuổi có bệnh nền trở bệnh nặng. Thời điểm trước Tết, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 2.000 người bệnh thì hiện nay, số ca bệnh đã tăng lên khoảng 2.500 người, trong đó khoảng 150 trường hợp có chỉ định nhập viện. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2, số lượng người bệnh đã bắt đầu có sự gia tăng so với những ngày đầu năm. Các bác sĩ cho biết thời tiết nắng nóng thường làm trẻ giảm sức đề kháng, dễ mắc các bệnh như viêm đường hô hấp trên, viêm họng amidan, viêm tai giữa, nhiễm trùng đường hô hấp dưới như viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi. Còn theo thống kê của Bệnh viện Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 2 đến nay, chuyên khoa da liễu thẩm mỹ da của bệnh viện cũng ghi nhận số ca mắc các bệnh da liễu liên quan đến nắng nóng đến khám gia tăng. Tại đồng bằng sông Cửu Long, nhiều bệnh viện ở các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Tiền Giang cũng gia tăng người bệnh do nắng nóng. Theo Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, trong 2 tháng đầu năm 2024, bệnh viện tiếp nhận và điều trị 1.581 ca đột quỵ, tăng gần 500 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ cho biết, khi nhiệt độ tăng cao, cơ thể đổ mồ hôi nhiều dẫn đến mất nước. Lúc này thể tích lòng mạch giảm đi, máu trở nên cô đặc hơn, dễ hình thành cục máu đông, gây tắc mạch dẫn đến đột quỵ. Khuyến cáo người dân bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng kéo dài. Theo thông tin từ báo tin tức, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đối mặt với các đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt từ 35 đến 37 độ C, gây nhiều ảnh hưởng đến đời sống của người dân, trong đó có những nguy cơ liên quan đến sức khỏe. Các ngành chức năng trong tỉnh đã đưa ra những bản tin cảnh báo kịp thời để người dân có giải pháp phù hợp, hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng quá lâu khi nhiệt độ cao, đồng thời đưa ra khuyến cáo, phương pháp để người dân chủ động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng, đảm bảo các hoạt động sinh hoạt và năng suất lao động.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, mùa nắng nóng năm nay kéo dài và kết thúc muộn hơn so với nhiều năm. Đây là năm có số ngày nắng nóng trong tháng cao. Điển hình như tháng 3, ghi nhận hơn 20 ngày nắng nóng ở mức nhiệt độ khoảng 37 độ C, còn lại các ngày khác trong tháng đều đạt khoảng 35 độ C. Trong tháng 4, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng và kéo dài, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 35-37 độ C, độ ẩm thấp ở mức 30-40%. Thời tiết oi bức nhất trong ngày kéo dài từ 12-16 giờ. Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, Trương Hoàng Giang nhận định, trong tháng 4 trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì hình thế nắng nóng, dự báo kéo dài sang tháng 5, mùa mưa có khả năng sẽ xuất hiện muộn hơn nhiều năm. Ngay cả khi đã bước vào mùa mưa, vẫn có thể có những đợt nắng nóng xen kẽ. Trước tình trạng thời tiết nắng nóng kéo dài, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh đã đưa ra các bản tin cảnh báo, đồng thời khuyến cáo người dân các biện pháp để đảm bảo sức khỏe như tăng cường sức đề kháng, hạn chế ra ngoài trời trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 đến 16 giờ. Trong trường hợp phải đi ra ngoài hoặc phải làm việc dưới ánh nắng, người dân cần có biện pháp bảo hộ để tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Canh tác nông nghiệp trong thời tiết nắng nóng, nhiều nông dân tỉnh Vĩnh Long đã tăng cường sử dụng quần áo, trang bị bảo hộ như bao tay, mũ rộng vành và sắp xếp thời gian hợp lý để hạn chế lao động dưới ánh nắng vào thời điểm gay gắt như giữa trưa. Thời tiết nắng nóng kéo dài những ngày qua cũng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, trong đó có những người lớn tuổi, người có bệnh nền, người lao động ngoài trời. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long ghi nhận nhiều trường hợp cảm cúm hoặc các bệnh lý về da do ảnh hưởng của nắng nóng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Thảo, khoa da liễu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, những ngày qua, khoa tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám với các triệu chứng như nổi mẩn đỏ trên da, viêm da do ánh nắng mặt trời, nổi mề đay, trứng cá. Nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý này là do nắng nóng làm tăng tiết mồ hôi, gây rối loạn hàng rào bảo vệ da, từ đó dẫn đến tình trạng kích ứng da. Để bảo vệ da, hạn chế các bệnh về da gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, người dân trước khi đi ra nắng nên sử dụng kem chống nắng phù hợp, tăng cường các trang bị bảo hộ. Khi có các vết nổi mẩn đỏ hoặc tình trạng kích ứng da, người bệnh nên đến khám sớm tại các phòng khám da liễu. Riêng đối với bệnh nhân có tiền sử bệnh da mãn tính thì nên khám với bác sĩ theo đúng lịch hẹn. Tiến sĩ bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, thời tiết nắng nóng kéo dài có thể dẫn đến các nguy cơ cho sức khỏe người dân như bỏng nhiệt, các bệnh lý trên da, cảm nhiễm các loại siêu vi, virus dẫn đến đau họng, cảm cúm, những bệnh lý đột quỵ, huyết áp, những nguy cơ tiềm ẩn do thực phẩm trong mùa nóng dễ bị ôi thiêu, tình trạng sốc nhiệt do thay đổi đột ngột từ môi trường nóng sang môi trường lạnh. Bên cạnh những nguy cơ tiếp xúc ánh nắng trực tiếp cũng có những nguy cơ do người dân không có dinh dưỡng đầy đủ, không uống đủ nước nên sức đề kháng của cơ thể yếu. Ngành y tế khuyến cáo người dân quan tâm tăng cường sức đề kháng thông qua việc ăn uống các thực phẩm có nhiều vitamin, nhất là vitamin C. Đặc biệt lưu ý người dân uống nước thường xuyên, bù đủ nước cho cơ thể khi làm việc ngoài trời và bài tiết nhiều mồ hôi. Người dân, nhất là người lao động trực tiếp và nhiều giờ dưới ánh nắng nên tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Đồng thời người dân nên tiêm phòng các loại vaccine ngừa cảm cúm mỗi năm một lần. Để bảo vệ tránh các bệnh lý về da và cảm giác khó chịu khi nắng nóng, người dân cần tránh để da tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng bằng cách che chắn, sử dụng các trang thiết bị bảo hộ như nón, khẩu trang, bao tay, áo chống nắng. Người có các bệnh lý tăng huyết áp phải uống thuốc đầy đủ để đảm bảo huyết áp ở mức phù hợp theo khuyến cáo của bác sĩ, và những người có bệnh lý như đái tháo đường thì phải điều trị cơ thể để có sức đề kháng tốt. Người dân nên kiểm tra kỹ thực phẩm trước khi sử dụng, tránh để thực phẩm quá lâu dẫn đến ôi thiêu gây nôn mửa, tiêu chảy và mất sức. Ngành y tế cũng lưu ý vấn đề sức khỏe của học sinh, do đặc thù các em ở độ tuổi hiếu động ít quan tâm đến sức khỏe, thường xuyên di chuyển đột ngột giữa môi trường nắng nóng vào các nơi mát hơn. Ngành khuyến cáo các cơ sở giáo dục tạo điều kiện tốt để học sinh học tập, vui chơi thoải mái, như giữ cho phòng học thoáng, thông gió, tạo nhiều bóng mát trong sân trường. Nhà trường và nhân viên y tế nhắc nhở học sinh nghỉ ngơi đầy đủ, tăng cường sức đề kháng, tránh để quạt thổi trực tiếp vào người, đồng thời chuẩn bị các loại thuốc thiết yếu để xử lý khi có các trường hợp cảm cúm, kiệt sức do ảnh hưởng của nắng nóng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.